Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng Policy Root trên Firewall FortiGate Thông thường khi trong mạng của chúng ta có nhiều đường Layer 3 kết nối từ Firewall đi hoặc có nhiều đường WAN nhưng không muốn sử dụng SD-WAN để load balancing Khi đó thì traffic sẽ được phân bổ dựa theo các tiêu chí của routing Tuy nhiên nếu các bạn muốn chúng ta control các traffic này thì các bạn có thể sử dụng policy route. Trên Cisco thì chúng ta hay gọi là policy based routing. Mỗi hãng thì sẽ có cách gọi khác nhau. Ví dụ ở đây mình đang có một mô hình đơn giản là mạng LAN gồm có hai VLAN 10 và 20. Gateway mình sẽ đặt trên FortiGate. Firewall đang có hai đường WAN Viettel và VNPT. Do giả lập nên mình sẽ đặt IP tĩnh theo mô hình. Thực tế nếu các bạn quay PPPoE thì cách làm vẫn tương tự. Phía trên thì mình có giả lập 3 router. Một router internet có địa chỉ 8.8.8.8. Mình đặt trên loopback 0 để test. Mình sẽ cấu hình sao cho các máy tính thuộc VLAN 10 sẽ đi qua VNPT còn VLAN 20 sẽ đi qua đường Viettel. Nếu một trong hai đường này bị đau thì tất cả traffic sẽ đi qua đường còn lại. Ok, đầu tiên mình sẽ cấu hình các interface và đặt IP. Phần này thì tương đối đơn giản và mình đã có video hướng dẫn rồi cho nên là mình sẽ làm nhanh thôi nhé. Cổng WAN1 và WAN2 thì mình sẽ đặt IP tĩnh mình sẽ cần tạo hai interface vlan để làm gateway phần này mình sẽ tích chọn để firewall sẽ tự động tạo cho mình một object lát nữa thì mình sẽ sử dụng trong policy root tiếp theo chúng ta cần tạo hai default route trỏ ra hai wan để các traffic có thể truy cập được qua cả hai đường wan này Cuối cùng là tạo policy ra internet. Chúng ta sẽ cần 4 policy cho hai VLAN và hai đường WAN. Tất cả mình sẽ để any cho nó nhanh nhé. Như vậy là hai VLAN đã có thể truy cập internet qua cả hai đường WAN. Bây giờ mình sẽ test. Mình sẽ đặt IP 10.0.0.50 thuộc VLAN 10 cho PC12. Và IP 20.0.0.50 thuộc VLAN 20 cho PC13. PC12 đã ping được đến 8.8.8.8 Mình sẽ trace thử xem PC12 đang đi qua đường quan nào nhé Ở đây thì PC12 đang đi qua đường quan Viettel Còn PC13 thì đang đi qua đường WAN VNPT. Cái này hoàn toàn là do cơ chế routing trên firewall nhé. Có thể một số máy tính khác thuộc VLAN 10 sẽ đi qua đường VNPT. Tất cả traffic sẽ được đẩy qua cả hai đường WAN tùy thuộc vào các phiên. Giờ mình sẽ cấu hình policy root sao cho các máy tính thuộc VLAN 10 đi qua đường VNPT, còn VLAN 20 đi qua Viettel. Các bạn vào menu Network, Policy Root, chọn Grid New để tạo một Policy. Tại đây có rất nhiều mục để chúng ta định nghĩa cho một traffic như Incoming Interface, Suộc Address, Destination Address, Protocol hoặc các Service. Các bạn có thể định nghĩa theo yêu cầu riêng của mình nhé. Trong ví dụ này thì mình chỉ cần định nghĩa các traffic thuộc VLAN 10 sẽ đẩy qua WAN VNPT nên mình sẽ chọn suộc address là VLAN 10 address. Mục Destination chọn uh, Any. Protocol chọn uh, Any. Action là Forward Traffic. Tích chọn uh, Outgoing Interface và chọn cổng WAN là VNPT. Cấu hình lúc này của mình có nghĩa là cứ các traffic từ VLAN 10 thì sẽ được đẩy qua cổng WAN VNPT. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý là do Desk mình đang để là ON cho việc truy cập Internet Do vậy cả che fix sang VLAN 20 cũng sẽ đẩy qua cổng WAN VNPT nhé. Mình sẽ xử lý vấn đề này sau. Tương tự các bạn tạo một policy cho VLAN 20 Giờ thì mình sẽ test lại. Ở đây thì PC12 đã qua WAN VNPT. PC13 đã qua WAN Viettel. Trên FortiGate các bạn có thể thấy hit cao đã nhảy lên 4 do mình vừa trace. Mình sẽ trace lại trên PC13. Hit cao đã nhảy lên 8 trên đường Viettel. Như vậy là mình đã đẩy traffic thành công bằng policy route trên FortiGate. Giờ trên PC13 nếu ping đến VLAN 10 thì sẽ không được do traffic đang đẩy hết qua WAN. Tình lỗi. Mình sẽ trace thử. Traffic tới VLAN 10 đang được đẩy qua WAN Viettel. Để xử lý vấn đề này thì có nhiều cách. Trong trường hợp này mình sẽ tạo thêm hai policy route để chặn các traffic này. Suộc thì các bạn chọn VLAN 10, dest chọn VLAN 20, phần Action chọn Stop Policy Routing. tương tự cho chiều ngược lại. Sau đó các bạn kéo hai policy này lên trên. Lúc này các traffic giữa hai VLAN sẽ khớp với hai policy này và nó sẽ bỏ qua policy route do action chúng ta chọn là stop policy routing và chuyển sang định tuyến như thông thường mình sẽ kiểm tra lại lúc này thì tất nhiên chúng ta vẫn chưa ping được do chưa có policy giữa hai vlan mình sẽ tạo thêm hai policy cho hai chiều phích nội bộ nên là các bạn tắt mát đi nhé mình sẽ ping lại ping ok rồi mình sẽ thử chay lại Traffic ra internet khác vẫn đi qua policy root bình thường. Giờ mình sẽ thử tắt một đường internet để kiểm tra nhé mình sẽ tắt đường Viettel đi. Lúc này các traffic trên cả PC12 và PC13 đều đi qua đường VIPT trong policy route thì policy cho đường Viettel đã không còn tác dụng do đường wan đã bị down giờ mình sẽ bật lại đường việt theo các traffic lại được đẩy đúng theo policy root. như vậy là chúng ta vừa có thể đẩy traffic theo từng đường wan mà vẫn đảm bảo dự phòng khi một trong hai đường wan bị down Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình policy route để đẩy traffic theo ý mà chúng ta muốn. Nếu như các bạn cần hướng dẫn về tính năng nào trên FortiGate thì cứ để lại comment bên dưới nhé. Mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like share và nhớ ấn subscribe để nhận thêm các video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.